Chào các bạn nha, mình lại tiếp tục chơi tám trò. Đầu tiên là trò Bead Show. Like và chia sẻ cho mình nhé các bạn, để mình có một cái động lực to thật lớn để càng ngày càng làm nhiều game cho các bạn xem nhé. Nice to meet you.